Một người Việt tại Đài Loan bị bắt vì mở spa chui. Một phụ nữ trẻ người Việt Nam vừa bị bắt tại Đài Loan vì mở spa thẩm mỹ trái phép, kiếm hàng triệu tân đài tệ trong một năm. Theo trang Taiwan News, người bị bắt là phụ nữ người Việt Nam, họ Trang, 30 tuổi. Cô đã hành nghề làm đẹp trái phép trong suốt một năm, thu lời hàng triệu tân đài tệ. Trang đã mở một phòng làm đẹp nhỏ gần nhà ga Dông Khuy, thành phố, Đào Viên, Đài Loan và thực hiện một số dịch vụ làm đẹp từ thủ thuật nhỏ như xăm lông mày, bơm môi cho đến nhấn mí thậm chí là nâng mũi. Giá dịch vụ dao động từ 3.000 tân đài tệ, 2,4 triệu VND, cho đến 40.000 tân đài tệ, khoảng 32 triệu VND. Để hút khách, Trang đã phát trực tiếp một số buổi làm đẹp qua các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok. Mỗi tháng, cô có khoảng 16 khách. Khi cảnh sát ập vào cửa hàng ngày 25 tháng 2, Trang cùng một thợ phụ và khách hàng đều là người nhập cư trái phép đang có mặt tại đây và tất cả đều bị bắt giữ. Trước đây, Trang từng hành nghề làm đẹp khi còn ở Việt Nam. Sau đó, Cô xuất khẩu lao động sang Đài Loan vào tháng 11 năm 2020, làm việc trong dây chuyền sản xuất. Song không thể hòa nhập và không xin được công việc mới. Trang đã quyết định quay lại nghề cũ trong khi chưa có giấy phép hành nghề ở sở tại. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.